nếu chỉ vì chân tình mà đời ta nhiều lúc khóc cũng phũ phàng, lặng nghe tim nhói đau với nhiều ưu phiền càng thêm chán ngán. Vẫn xin là chính mình bằng tình yêu nồng thắm chấp nhận bẽ bàng, bằng tình yêu thiết tha vượt qua khó khăn, vượt qua bóng tối. Lòng mình dối chân tình như ước mơ, với tất cả chiều mến đem lại hạnh phúc đắp xây, ước mong đời nhau sẽ thêm thật nhiều niềm vui tiếng cười. Lòng mình mãi chân tình mãi hướng lên, chẳng bao giờ để yêu hèn oán hờn căm thù đau buồn vui đời thêm bao giờ để cuộc sống mình. Lại một lần nữa anh gây ra tội. Không chỉ đối với em, mà còn làm tổn thương đứa con trong bụng của hai chúng ta. Tại sao anh cứ cố theo đuổi một việc mà không thể, để gây cho em đau khổ như thế này? Cho dù không được mẹ chấp nhận đi chăng nữa, anh vẫn sẽ yêu thương em hết mực. Chúng ta sẽ có một gia đình riêng, hạnh phúc đúng không em? Anh Tiến Đạt, Ngọc Quỳnh. Ra ngoài đi. Chắc là Hiền Mai thất vọng về anh lắm đúng không? Anh chẳng thể làm gì được khi mà mẹ anh tấn công Ngọc Quỳnh dồn dập. Anh đã biết trước tính khí của mẹ anh như vậy, sao anh cứ nhất định đưa Ngọc Quỳnh về nhà xin phép chứ? Việc xin phép vẫn phải làm chứ anh. Nếu không, mẹ anh lại càng coi thường Ngọc Quỳnh và nghĩ xấu về cô ấy nhiều hơn nữa. Nhưng mà em nhìn Ngọc Quỳnh bây giờ đi, anh đau lòng lắm. Tất cả là tại anh, tại anh hết á. Em cũng rất đau lòng khi thấy Ngọc Quỳnh ra nông nổi này. Nhưng khi có anh Tiến Đạt ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương và an ủi, rồi Ngọc Quỳnh sẽ sớm quên đi những nỗi khổ tâm, rồi dần dần mẹ anh sẽ suy nghĩ lại thôi mà. Chuyện hôm nay anh thất vọng rất là nhiều về mẹ của anh. Anh thật sự không còn dám ảo tưởng gì về mẹ của anh nữa. Bây giờ anh đã nghĩ tới việc mẹ anh không bao giờ chấp nhận Ngọc Quỳnh nữa. Có lẽ ngày kết hôn của anh sẽ không có lời chúc phúc của mẹ anh. Thật sự đối với anh cũng chẳng dễ dàng gì cả. Em thật sự rất khâm phục anh đó. Đúng là có khó khăn hoạn nạn thì mới thấy tình yêu bền vững tới mức độ nào. Ngọc Quỳnh sẽ cảm thấy rất may mắn khi có anh bên cạnh cuộc đời của nó đó. À, thời gian sắp tới anh quyết định ra ngoài ở riêng. Ừ. Trong thời gian đó anh sẽ cố đi tìm một chỗ ưng ý. Anh muốn được bên cạnh để chăm sóc cho Ngọc Quỳnh, để cùng cô ấy vượt qua thời kỳ khó khăn này. Không bất tiện cho em lắm chứ. Nhưng mà nếu mẹ anh biết chuyện này, có phải càng bất lợi cho hai người hơn không? Chắc chắn là mẹ anh sẽ biết thôi. Nhưng dù sao á, cũng là bất lợi tới mức cuối cùng rồi. Từ đây tới mấy ngày đó, bất cứ có khó khăn gì xảy ra đi chăng nữa, anh cũng sẽ bảo vệ Ngọc Quỳnh mà. Mọi người chú ý, tối nay sẽ diễn ra vòng chung kết triển lãm thời trang toàn quốc. Đây là cơ hội để chúng ta có thể giao lưu với các nhà thiết kế của các công ty khác, để chúng ta học hỏi những sáng tạo, tính chất đột phá của những nhân viên đó. Đây là điều mà chúng ta còn đang thiếu trong cái phòng thiết kế này. Chủ tịch rất muốn nhân viên của phòng thiết kế phải có mặt đầy đủ, không được ai vắng mặt hết. Nếu như ai có việc bận
một lý do chính đáng không thể tham gia được thì phải báo lại cho tôi, để tôi chuyển vé cho người khác. Sao? Thôi được rồi. Như vậy là tất cả mọi nhân viên trong cái phòng này đều có mặt hết đúng không? Dạ. Đều có thể tham gia đúng không? Dạ đúng. Thôi được rồi, chúng ta sẽ tập trung lên xe tại công ty và sẽ cùng công ty đến đó. Dạ. Cô Trân, cậu Thắng và Phấn chuẩn bị đi đến đó. Bởi vì nếu như bộ sưu tập của chúng ta đoạt giải nhất thì chắc chắn là một trong ba người ở đây phải trả lời phỏng vấn. Mà một trong ba người là ai vậy trưởng phòng? Tốt nhất là trưởng phòng chỉ định luôn đi cho tiện, chứ nói chung chung vậy tới lúc đó rối lắm. Đúng rồi đó, hồi hộp lắm đó. Thôi được rồi, nếu vậy cô Trân và cậu Thắng tự điều định xem ai sẽ là người trả lời phỏng vấn. Đúng rồi. Hồi nãy tôi có hơi vội vàng, đột nhiên bây giờ tôi suy nghĩ lại, nếu như để cô Phấn trả lời phỏng vấn thì cái bộ mặt của cái tập đoàn của mình nó bị rớt xuống, nguy hiểm lắm. Vì vậy tôi nghĩ là tôi phải chọn giải pháp an toàn là giữa hai người tự trả lời thôi ha. Thôi vậy cứ vậy đi, vậy mà làm. Em chào anh nè. Coi bộ vụ quân đứng là căng thẳng dữ nha. Ai vậy, rốt cuộc người nào trả lời đây? Đi đâu hên xui, đúng là cái đồ làm phách, cứ làm việc dưới trướng anh ta có ngày hả tôi cũng phát điên lên á chị. Em đã nói rồi mà, ai kêu á chị cứ suốt ngày chọc giận trưởng phòng hoàng chi. Thôi làm việc đi. Không thể để anh ta biết được cái đích của mình đang nhắm tới, như vậy quá nguy hiểm. Với con người này cần phải khéo léo ứng phó mới được. Alo. Xin lỗi, đây có phải là số điện thoại của Kim Yến không ạ? Dạ đúng rồi ạ. Tôi là Kim Yến đây. Xin hỏi anh là ai vậy ạ? Tôi là Hoàng Anh, người đã được cô Kim Yến cứu giúp và đưa vào bệnh viện hôm trước đó. Dạ tôi nhớ rồi. Anh sao rồi? Sức khỏe của anh đã khá hơn nhiều chưa? Cảm ơn cô, tôi đã khỏe hơn rồi. Bữa nay tôi muốn mời cô Kim Yến đi ăn trưa để tỏ chút lòng cảm ơn. Không biết là cô Kim Yến có rảnh không á? Thiệt là ngại quá à. Tôi chỉ làm có chút xíu việc nhỏ, nhưng mà đã nhận được quá nhiều lời cảm ơn rồi ạ. Nếu anh và chủ tịch cứ làm như vậy, tôi cảm thấy khó xử lắm á. Nếu vậy thì cô Kim Yến cứ coi như đây là lời mời của một người bạn nha. Dạ vậy thôi cũng được. Cảm ơn cô. Em ăn một chút đi. Tối qua tới giờ em đâu có ăn cái gì đâu. Anh lo lắm em biết không? Nè. Em không muốn ăn mà cũng không nuốt nổi đâu anh. Em không ăn cũng phải lo cho sức khỏe của đứa bé trong bụng chứ. Em cứ nhìn đói hoài như vậy, sao bảo đảm sức khỏe của em bé được? Em đừng có như vậy nữa mà. Em cứ như vậy hoài anh đau lòng lắm em biết không? Em muốn anh như vậy em mới hài lòng sao? Anh Tiến Đạt nè, em nghĩ đây không phải là lúc để trách móc nhau đâu. Anh Tiến Đạt và cả Ngọc Quỳnh đều phải bình tĩnh. Ngọc Quỳnh chỉ bị ức chế quá nên tâm lý tạm thời bất ổn thôi. Hay là anh đưa Quỳnh ra công viên
dạo một chút cho hơi khỏa đi. Để anh hỏi ý kiến bác sĩ coi sao. Nếu được á thì anh sẽ đưa Ngọc Quỳnh ra công viên. Ừ. Anh ơi, hồi nãy cái bộ phim nãy hay quá ha. Thời gian nghỉ trưa chẳng được bao lâu, nhưng mà lại mời Kim Yến đi ăn xa như vậy, Yến có thấy bất tiện không? Không sao đâu anh, bởi vì công việc của phòng thiết kế cũng linh động về thời gian, cho nên em về trễ chút xíu cũng không sao hết. Thật ra là tôi rất muốn làm bạn với Kim Yến, nhưng mà tôi thấy cách xưng hô giữa tôi với Kim Yến cũng xa cách quá. Hình như là em nhỏ tuổi hơn anh đúng không? Ờ. Hay là cho em gọi anh là anh cho nó thân mật nha. Vậy thì tốt quá rồi còn gì. Anh. Anh Hoàng Anh nè. Ừ. Hôm trước ở nhà anh á, em có nghe nói là anh sắp đi làm phải không? À, chắc là anh nghỉ hết tuần này, tuần sau bắt đầu đi làm. Nhưng mà cũng ngộ ghê, có nhiều người không ủng hộ quyết định của anh. Suy nghĩ của hai thế hệ thường không giống nhau mà. Nhưng mà em nghĩ chỉ cần tâm linh luôn hướng đến nhau thì chắc chắn tới một ngày nào đó cũng sẽ tìm được điểm chung thôi. Anh nghĩ là Kim Yến được rất nhiều người xung quanh quý mến. Sao lại nghĩ vậy? Chắc tại là em không biết cách nói chuyện cho nên anh mới chê cười em phải không? Không có đâu. Thực ra thì từ trước tới giờ anh không mấy thiện cảm với những người luôn tỏ ra là mình hiểu biết. Nhưng mà không hiểu sao với Kim Yến thì lại khác. Anh thấy Kim Yến rất thông minh, với lại những lúc nói chuyện Kim Yến rất tự nhiên. Anh hoàn toàn bất ngờ. Được lắm, vậy thì anh cứ giữ nguyên thiện cảm đó đi. Cứ tiếp tục đà này thì chẳng mấy chốc anh cũng phải ngã vào lòng tôi thôi. Em sao vậy? Em không có gì đâu anh. Chút xíu nữa anh cho em dừng lại ở chỗ hồi nãy anh đón em nha. Sao vậy? Hình như là cái chuyện mà anh mời em đi ăn á, làm cho em không thấy thoải mái. Không phải vậy đâu anh. Có điều này em muốn chia sẻ với anh, mong anh hiểu và thông cảm cho em. Tụi mình đã coi nhau là bạn rồi mà, có gì đâu phải giấu giếm. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Trước đây em cũng không mấy lạc quan khi mà người ta suy nghĩ khác về mình, kể cả họ hay nói xấu hay xuyên tạc, em cũng không để tâm lắm. Em nghĩ đơn giản thôi hả, chỉ cần mình sống không thẹn với lòng mình là được. Nhưng mà nếu chỉ vì em mà ảnh hưởng đến uy tín của người khác thì em cảm thấy có lỗi lắm. Anh có thể hiểu được suy nghĩ của em, nhưng mà anh thấy cái này có liên quan gì tới chuyện anh đón em ở tập đoàn đâu. Là vì quan hệ giữa anh với chủ tịch, em không muốn mọi người nghĩ chủ tịch sẽ thiên vị em trong công việc. Với em thì không sao hết á, em chỉ là một nhân viên bình thường thôi à. Nhưng mà chủ tịch là một người đứng đầu tập đoàn, nếu như mọi người nghĩ chủ tịch là người công ty không phân minh thì sẽ rất khó khăn cho chủ tịch. Chính vì nghĩ như vậy cho nên em không muốn anh tới đón em ở tập đoàn. Anh dở quá, anh đã không nghĩ sâu sắc được như vậy. Vậy anh xin lỗi em nha. Em dùng tiếp đi. Ngu ơi là ngu, đúng là còn cái thằng ngu, thằng ngu. Từ khi ở bệnh viện về, cậu Tiến Đạt lúc nào cũng túc trực bên Ngọc Quỳnh. Chỉ có cô gái cùng phòng chạy ra chạy vào mua cái này cái nọ, mà dường như cô Ngọc Quỳnh không còn đếm xỉa tới cậu Tiến Đạt nữa. Thứ con gái xấu xa, còn là bộ xỉu rồi vô bệnh viện nữa, không ngó ngàng tới thằng con tôi. Để nó thấy nó có lỗi, nó phải sáp vô đó mà. Đúng là khốn nạn.
Tôi nói thiệt với cậu hả? Tôi tức cậu này, tôi tức chết đi được. Cậu á, cậu có tiếp cận ngoài phòng nó không? Lúc nào tôi cũng túc trực bên ngoài. Cậu phải chú ý, đừng để người ta phát hiện nghe chưa. Cậu phải cố gắng nghe ngóng thử coi tụi nó nói gì, tụi nó tính toán gì sau lưng tôi. Như vậy á thì phải tăng cường thêm người rồi. Một mình tôi không thể kiểm soát hết được. Tại vì nhiều lúc á tôi cũng kẹt những chuyện cá nhân. Tôi sợ lúc tôi đi á xảy ra chuyện thì sao. Cậu lo lắng chu đáo lắm. Cậu gấp rút tìm thêm một người nữa đi. Nhớ là phải cho được việc. Còn chuyện tiền bạc cậu cũng không cần phải tiết kiệm. Chuyện cần xài á thì cứ xài, nếu thiếu nói với tôi. Nhưng bà đã nghĩ ra cách nào ổn nhất chưa? Chứ chuyện này á, tôi thấy không thể tiếp tục kéo dài được nữa. Càng lâu á, càng khó giải quyết. Rồi tới một lúc nào đó trở thành chuyện không thể giải quyết được. Lúc đó không lẽ bà trông chờ vào sự hên xui à? Cậu không cần phải lo đâu. Trong từ điển của tôi vốn không có những từ số phận hay may mắn. Tất cả tôi đã tự có cách sắp xếp. Chỉ có điều là tôi rất rõ tính cách thằng con trai tôi. Mình không thể hành động lỗ mãng được. Mẹ. À. Ủa Vũ. À. Hôm nay nhà mình có khách hả Vũ? Đâu, con đoán thử coi có ai tới. À, chắc là anh Việt qua nữa chứ gì. Không phải. À, vậy à, chắc là khách của mẹ. Vậy thôi, con không làm phiền nữa, con lên lầu trước. Ừ. Nè chị nhớ em quá, chị nhớ em quá à. Ta đâu phải chỉ là khách của mẹ đi đâu à. Mà ta xin giới thiệu, ta là Dân, biệt danh là Lùng Quốc Tế. Hả? Mà hả? Chị nói cho em nghe, chị đâu phải là khách của riêng mợ đâu. Ừ. Mà chị còn là khách đặc biệt của em nữa đó. À thì ra khách đặc biệt là Dân Lùng Quốc Tế. Ủa vậy Dân Lùng Quốc Tế là hồi nào vậy? Dân Lùng Quốc Tế lên với ai hả? Thôi đi, hỏi dồn dập vậy sao chị trả lời được. Ta xin giới thiệu, ta lên cùng với Hoàng hậu Lâm Tâm Như. Hả? Hoàng hậu nào? Rồi. Hả? Mẹ ơi, mẹ. Cô hai. Ừ con. Nó tự xưng nó là công chúa thì ai sẽ được nó phong là hoàng hậu. Ủa sao cô hai với chị Dân lên mà không báo cho con biết trước để con ra đón. Ngờ quá. Báo biết trước sao được, phải tập kích bất ngờ, như vậy địch mới trở tay không kịp đúng không? Cái con nhỏ này ăn nói không kiêng dè mợ con gì cả. Em con là kẻ địch hả? Dạ không sao đâu. Kệ, chị với cháu cứ ở đây chơi cho tự nhiên thoải mái vậy đi. Chị thấy không, mỗi lần mà nó lên đây hả, nhà cửa vui hẳn lên á. À, vậy thôi, cô hai với chị Dân ở đây chơi với mẹ con nha. Con lên lầu một chút. Hoàng Anh à? Dạ. Hai mẹ con ra ngoài đây nói chuyện với cô hai một chút. Dạ. Con nhỏ này cứ lôi cho vậy hoài à. Con đã về nước cũng được gần 2 tháng rồi. Đã bắt đầu đi làm chưa? Hay vẫn còn chơi bời hả? Con có chơi bời gì đâu cô hai. Thì cô hai lo phòng hờ vậy đó mà. Nhắc nhở con cũng đâu có thừa. Nè, đàn ông con trai mà cứ ở không lâu ngày vậy dễ xâm tật lắm đó nghe. Dạ. Ủa má, má nói lộn rồi. Hôm bữa má nói với con là hả, đàn bà con gái ở không mới sinh tật chứ. Sao bây giờ có đàn ông nữa? Vậy cuối cùng là đàn ông hay đàn bà ở không mới sinh tật? Trời đất ơi, chị Dân, cho chị ra đây ngồi thì là mọi người yên đi. Nhiều chuyện thấy sợ luôn vậy. Hoàng Anh à, vậy con dạ. Tính xin việc gì? Dạ, hồi ở bên Mỹ con học nghề quản lý truyền thông. Cho nên trước mắt con nghĩ là mình sẽ theo những gì mình đã học. Nếu như con thích, có lẽ con sẽ học kiến trúc. Tự nhiên con thấy hứng thú với ngành thiết kế nội thất. Ê, chị cũng thích ngành đó lắm luôn á. Nếu mà sau này chị mà làm thiết kế nội thất á, chị sẽ biến tất cả vật dụng trong nhà của mình thành hình trái dâu hết luôn á. Hả? Từ bàn, ghế, tủ, giường, tất tần tật tất cả mọi thứ luôn á. Chị thích ha, những ngôi nhà nè, những ngóc ngách ở trong nhà là màu hồng hết luôn.
Ôi, màu hồng nó tuyệt diệu làm sao. Ủa, tại sao bắt buộc phải là màu hồng? Thì á, em thử nghĩ coi, nếu như mà thế giới này á phủ lên một màu hồng thì không phải là rất ấm áp và dễ thương sao? Thì lúc đó cũng không có chiến tranh nè, cũng không có xung đột gì hết đúng không? À, mà mọi người chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt ưu ái, chan hòa thôi. Em thấy có tuyệt vời không? Hay á. Em nghĩ một suất trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dành cho chị là xứng đáng nhất. Hai đứa. Dạ. Tập trung một chút đi, đang nói chuyện với người lớn mà. Hoàng Anh. Dạ. Con nói làm việc có liên quan tới quản lý truyền thông hoặc là thiết kế nội thất là thật sao? Thật mà cô hai. Với vấn đề công việc, con đâu có ý nói chơi đâu. Con rất là nghiêm túc. Vậy còn công ty của gia đình thì sao? Con định bỏ luôn, không màng tới, để cho mẹ con gánh vác một mình hả? Em á, cũng đã khuyên cháu nó hết lời rồi, nhưng mà cháu nó không có nghe. Làm sao có thể tin tưởng giao công ty, tập đoàn của gia đình mình cho người nào khác được chứ? Mẹ à, mẹ sao vậy? Bây giờ mẹ dùng cách này với cả con luôn à? Mẹ muốn lôi kéo cô hai vô đây, ép buộc con phải nghe lời mẹ sao? Hoàng Anh, sao lại lớn tiếng nói chuyện với mẹ như vậy? Nền giáo dục ngoại quốc chỉ có thể dạy dỗ cho con như vậy thôi sao? Đây hoàn toàn là ý của riêng cô, mẹ con không có nhờ giả gì hết. Không lẽ những điều cô nói là bất hợp lý, lại không đúng sao? Cô xin lỗi, nhưng mà cho dù là ý kiến của mẹ hay là ý kiến của cô hai, con cũng không thể đâu. Con thật sự không thích công việc đó, con không hứng thú với nó. Không lẽ mẹ với cô hai cứ nhất thiết phải giao tập đoàn đó cho một người không nhiệt tâm với nó như con hay sao? Tóm lại con sẽ từ chối, con không nhận đâu. Con chưa thử sao biết là không thích. Biết đâu chỉ cần gắn bó với tập đoàn một thời gian, con lại trở nên tâm huyết. Dù sao con cũng là sự lựa chọn sáng giá nhất trong việc kế thừa sự nghiệp của gia đình mà. Con có thể suy nghĩ lại được không con? Cô hai à, con khẳng định một lần nữa là con không thích công việc đó, con không thể, vậy thôi. Cô nghe nói thế hệ trẻ có những suy nghĩ rất thoáng. Cô không ngờ con bảo thủ cố chấp đến như vậy ni à. Mẹ. Sao mẹ nói ni bảo thủ vậy? Con thấy không có đúng chút nào đâu. Mẹ nói gì không đúng chứ? Con không thể ngồi yên một chỗ để nghe sao? Tại vì á, con thấy bình thường á, ni nói chuyện dễ nghe lắm mà. Nay tự nhiên cái gay gắt như vậy à, chắc chắn là phải có chuyện gì cực kỳ mà ni không thích á, cho nên ni mới làm vậy chứ bộ. Phải không? Thì mẹ chỉ nói là thử thôi mà. Nếu sau thời gian thử mà không được thì thôi, chứ có gì nghiêm trọng đâu. Người ta không thích á mà cứ cố thử, coi chừng làm hỏng bét chuyện luôn á. Biết đâu được. Biết đâu cái gì? Thì con nói á, biết đâu á, tập đoàn đó của mợ á, khổ công gầy dựng mấy đời vậy á hả, mà mợ duy trì tạo uy tín hơn nửa thế kỷ qua, tan tành trong tay của nó hay sao? Ê, mày làm gì chạy nhanh chưa mày? Lại đâu với coi. Thằng biết rồi ơi. Nó đi chơi mà làm như ăn cướp vậy. Đi. Lâu lắm rồi á, mình mới quay lại đây. Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta đã ở đây không? Làm sao mà em quên được. Đó là lần đầu tiên em bị bắt cóc, đem ra ngồi ở một nơi hoang vắng, lạnh lẽo, còn phải là mồi cho muỗi suốt cả một đêm nữa. Gần sáng em mới được về á. Nghĩ lại em còn thấy khiếp á. Nè, lần đó em sợ lắm đúng không? Sợ anh sẽ làm chuyện gì hả? Đúng á, là em có sợ, nhưng không phải như anh nghĩ đâu. Lúc đó mà em có sợ thiệt á thì anh cũng không có trách em đâu. Cũng may á, anh là người có lý trí khá cao đó nha. Nếu không á, lúc đó điều em sợ đã trở thành sự thật rồi. Không phải mà, lúc đó em chỉ sợ. Em sợ gì?
Em sợ mất xe. Trời, dì mới mua chiếc xe đó được hơn một tháng à. Đó là tài sản em tích góp cả hai năm đi làm thêm á. Em cứ sợ ngồi cùng anh ở đó, lỡ có tụi cướp giật đi lại là mình chết chắc quá. Em đúng là, trong một cái khung cảnh lãng mạn như vậy á, em không có suy nghĩ gì khác ngoài cái chuyện mất xe hả? Nè, nghĩ lại á, lời tỏ tình của anh dành cho em hôm đó, bây giờ nghĩ lại anh còn thấy hồi hộp. Em còn nhớ không? Mặc váy đó nha. Anh lì lợm thiệt á. Dù chưa nghe nhưng tôi có thể đoán được phần nào những điều anh muốn nói. Bây giờ anh cứ để cho tôi về đi, lúc khác chúng ta sẽ nói chuyện. Cục Quỳnh à, chúng ta hãy cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau nha em. Anh thiệt là tôi đi về đây. Tôi không có lý do nào để đứng đây nghe những lời như vậy hết á. Có đó. Có một truyền thuyết kể rằng, khi yêu một người nào đó mà không được người đó đền đáp á, dù đã yêu bằng cả sự chân thành, thì chỉ cần đưa người đó tới bờ sông và ném xuống nước và ước một điều ước, chắc chắn sẽ được người đó đền đáp bằng một tình cảm sâu sắc không kém. Và tình yêu của hai người bền vững, không gì có thể chia cắt được. Anh đã làm được điều đó rồi. Từ nay em có thể yêu anh và sống bên cạnh anh bền lâu được không? Đã 4 năm rồi, chưa có lúc nào anh lại nghĩ tình yêu của mình lại tan vỡ. Và anh cũng không tin sẽ có một thế lực nào đó đủ mạnh để chia rẽ chúng ta. Ngọc Quỳnh à, bây giờ cũng vậy, sau này cũng vậy, mãi mãi cho tới khi một trong hai chúng ta nói lời vĩnh biệt tới cuộc sống này, mình sẽ luôn thuộc về nhau. Ngọc Quỳnh à, anh yêu em nhiều lắm Ngọc Quỳnh. Em không biết nữa. Em thực sự là không biết nữa. Anh biết bây giờ em rất là hoang mang, có nhiều điều khiến em phải sợ hãi. Em không cần phải khẳng định gì hết. Anh sẽ bảo đảm cả phần của em nữa. Vì em biết em cũng yêu anh và muốn hy sinh nhiều như anh đã hy sinh cho em vậy đó. Đã có lúc em muốn rời khỏi anh, nhưng em sợ nếu thiếu anh em sẽ không sống nổi. Em, nếu em cảm thấy mệt mỏi thì em hãy dựa vào anh, chúng ta sẽ cùng đi. Có thể sẽ chậm một chút, nhưng chắc chắn anh tin rằng chúng ta sẽ tới được bến bờ hạnh phúc. Dù em đã muốn quên, nhưng không hiểu sao những lời nói của mẹ anh cứ ám ảnh trong tâm trí của em. Dù nhắm mắt hay mở mắt, bên tai em vẫn vang vẳng lời nói đó. Chính anh cũng không thể nào tin được những lời nói sai trái đó. Lúc đó anh chạy ra khỏi nhà, vừa để đuổi theo em, vừa chỉ để chạy trốn.
anh bỏ chạy trước một người mẹ rất là đáng sợ, xúc phạm người yêu của mình rất là nặng nề. Lòng tự trọng của chính bản thân anh cũng bị chà đạp. Nhưng lúc đó em biết anh nghĩ gì không? Hả? Anh đang nghĩ chỉ cần có em bên cạnh, cho dù phải dứt bỏ đi tất cả những lòng tự trọng của mình, anh nghĩ nếu mất em, anh có thể sống được không? Khi anh chỉ còn có một phần của con người. Em xin lỗi, em quá ích kỷ khi chỉ nghĩ tới bản thân của mình. Em ngốc thật. Anh yêu em nhiều lắm, em có biết không? Trời đất ơi, chị Vân, chị làm gì mà thấy bức trước chị vậy? Thì tất nhiên rồi. Hả? Em thử đặt hoàn cảnh như chị coi, tự nhiên nói tầm bậy tầm bạ, bị nguyên cái nhà này lừa mút luôn à. Ngay cả hoàng hậu Lâm Tâm Như của chị á, còn không chịu nhìn chị bằng nửa con mắt luôn kìa. Ê ê, ui da, cái gì vậy? Cười gì mà cười hả? Vui lắm hả? Mà tất cả là lỗi của em hết luôn á. Chị chán em quá à. Thôi, em xin lỗi Hoàng Dân cách cách nha, không dám cười nữa. Nhưng mà em thấy chị làm quá, chuyện này đâu có gì quan trọng đâu, đúng không? Bây giờ chỉ cần chị xuống gặp cô Hai, năn nỉ cô Hai một tiếng là xong. Xưa Diễm ơi, ba cái vụ năn nỉ ỉ ôi cầu xin khóc lóc á, chị xài hết luôn rồi. Vậy mà hoàng hậu cứ nhìn chị á bằng cái nhếch mắt cô không có luôn á. Như vậy coi ra tình hình cũng căng thẳng nghiêm trọng quá ha. Bây giờ làm sao đây ta? À chị nè, hay là bây giờ em xuống dưới gặp cô Hai, trổ tài thương thuyết của em, nói hết tất cả em binh chị, biết đâu cô Hai cũng là người chịu lắng nghe mọi lúc mọi nơi thì sao? Suy nghĩ. Không được, không được, không được. Tuyệt đối là không được luôn. Hử? Mẹ chị đang giận Ni luôn chứ bộ. Ừ. Để Ni xuống dưới là hỏng bét luôn á. Không sao, cứ để chị lo. Mình thua keo này, mình bày keo khác. Ừ. Còn nếu như mà thua tan tác luôn á, thì mình tìm cách khác mình sai. Ừ. Đúng không? Cứ bình tĩnh, rồi chị cũng sẽ nghĩ ra cách làm lành với mẫu hậu thôi. Anh muốn cho em biết một chuyện này nè. Không phải là anh hù dọa em đâu, và em cũng không cần phải sợ gì cả. Nhưng em cần phải biết, mẹ anh là một người không có chuyện gì mà không dám làm hết. Em cũng nghĩ như vậy. Sau những chuyện vừa xảy ra, em có cảm giác mình bị theo dõi rất sát sao? Em bị theo dõi hả? Sao bây giờ em mới nói anh biết chuyện này? Gần đây em thường xuyên thấy một người đàn ông lạ, ánh mắt rất là đáng sợ, hay lảng vảng xung quanh khu vực nhà mình. Vậy thì đúng là chúng ta đang bị theo dõi rồi. Chắc chắn ông ta là người nhận nhiệm vụ từ mẹ anh. Mình phải làm sao đây anh? Em nghe nè, anh là người hiểu rất rõ về tính của mẹ anh. Chuyện mẹ không thể cấm cản được anh và em á, rồi chuyện em có thai, và chuyện anh bỏ nhà đi để đến với em á, mẹ anh chắc chắn sẽ không để yên cho chúng ta đâu. Hèn chi từ bữa mà xảy ra cái chuyện anh bỏ nhà đi, bà không nói tiếng nào hết. Thì ra là bà đang theo dõi chúng ta. Chắc chắn là mẹ anh có dự tính gì rồi đó. Hay là anh quay về đi, như vậy mẹ anh sẽ bớt giận hơn. Em coi anh là cái gì chứ? Tuyên ngôn đấu tranh cho tình yêu của chúng ta chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Hả? Ý em không phải như vậy. Trong lúc này tâm trạng của em đang rối bời, anh đừng có như vậy nữa được không?
Anh xin lỗi, anh không có ý đó đâu. Nhưng mà bây giờ anh không thể quay về nhà. Vì như vậy á, mẹ anh sẽ hiểu rằng chúng ta đã chấp nhận đầu hàng, chấp thuận lẫn nhau. Nhưng mà nếu anh ở lại đây á, thì chúng ta quá nguy hiểm. Em à, ngay ngày mai á, chúng ta rời khỏi chỗ này nha. Vì vậy á, chắc chắn mẹ anh sẽ không bao giờ làm gì được em hết. Thôi, như vậy nha, mình mau về nhà chuẩn bị đi em. Đi. Em không đồng ý. Tại sao? Mình trốn được một tháng, một năm, chứ không thể trốn cả đời được. Dù thực tế có khắc nghiệt ra sao, em vẫn muốn thử đối mặt một lần. Nhưng mà thật sự anh rất là sợ, em biết không? Anh hứa là mình chỉ đi cho tới khi nào em sinh con xong thôi. Chắc chắn là mẹ sẽ không làm gì được anh hết. Em đồng ý không? Mẹ xin lỗi vì con mới vừa tưởng hình mà đã phải chịu đựng sóng gió to lớn tới mức này. Nhưng con đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Trước giờ tôi cũng biết hai mẹ con có khoảng cách lớn. Nhưng chuyện gì thì ra chuyện đó chứ. Ni nó không thể vì giận mợ mà từ chối chuyển tiếp quản tập đoàn Siêu. Tuy tôi rất cưng cháu, nhưng tôi cũng không thể làm ngơ chuyện này được. Khi Ni mới trở về, em cũng đã nghĩ không thể làm ngơ trước những tư tưởng kỳ quặc của nó. Em đã tự tin nghĩ mình có thể khiến con trai thay đổi tư duy. Nhưng sự tự tin của em những tháng ngày qua đã bị bào mòn, cạn kiệt. Em chỉ còn biết bám víu một chút hy vọng vào chị. May ra chỉ có chị mới có thể thuyết phục được nó thôi. Tôi cũng không thể hứa chắc với mợ được. Xem phản ứng của nó trong mấy hôm nay cũng thấy được nó cương quyết tới mức độ nào. Mấy ngày tới tôi sẽ ở đây cho con bé Dân mua sắm ít đồ, và cũng là để có cơ hội gần gũi với thằng Ni mới khuyên nhủ được. Hy vọng là nó sẽ nghe mình. Em đã sai từ đâu hả chị? Mợ đừng nghĩ là mình đã sai thì sẽ không cần biết là sai từ đâu nữa. Mọi chuyện đã quá xa để người ta cần suy xét. Dù chị không nói ra, nhưng em biết chị đã rất giận em sau cái chết của anh Quân. Và em cũng rất biết ơn chị, vì thương cháu Ni mà chị đã không bỏ rơi em. Con người ai cũng có phần ích kỷ trong tâm tư. Tôi cũng chẳng phải là ngoại lệ. Mợ hoàn toàn không có lỗi gì để tôi phán xét. Trái lại, tôi cũng phải cảm ơn mợ vì gia đình nhà chồng mà đã phải nỗ lực rất nhiều, chịu đựng rất nhiều. Nhiều lúc nghĩ tới ba thằng Ni, tôi cũng cảm thấy xót xa. Vì vậy mà nhìn mợ không được thoải mái thôi. Tôi thật sự không phiền giận gì mợ hết. Đó là lời chân thật của tôi. Xin lỗi chị nha, em có điện thoại. Ừ. Alo, có chuyện gì vậy con? Chuyện gì vậy? À, vậy hả? Ừ, vậy biết rồi. Chị ơi, TV đang tường thuật trực tiếp buổi triển lãm thời trang quốc tế. Có tập đoàn của nhà mình tham gia. Đi vô nhà coi nha. Ủa, tiếng TV lớn quá làm em ngủ không được hả? Để chị mở nhỏ lại. Nằm hoài cũng chán quá. Với lại em còn phải thức dậy để có bộ sưu tập của chị nữa chứ. Chắc gì bộ sưu tập của chị đã được chọn. Không thấy thông báo gì hết á em. Chắc là rớt rồi. Chị toàn nói xui xẻo không à. Mắc gì mà không được chọn. Mẫu thiết kế đẹp ngời ngời như vậy mà không được chọn. Và chọn mẫu của ai? Đúng rồi đó Hiền Mai. Anh á thì không có rành về thiết kế lắm, nhưng mà anh thấy cái mẫu của Hiền Mai rất là đẹp, có sức sáng tạo, lại bứt phá nữa. Tại em chỉ nghĩ đơn giản, nếu như mình được chọn thì phải có liên lạc từ phía công ty chứ. Trời ơi, cái điện thoại của chị á cứ cà giật, nhiều khi á em muốn liên lạc còn không được nữa đó. Ừ, đúng rồi. Sau đây là phần trình diễn rất được mong đợi trong đêm nay. Những bộ sưu tập mới nhất của đại gia trong làng thiết kế thời trang, tập đoàn Siêu, xin mời ra sân khấu.
góp mặt trong triển lãm thời trang toàn quốc với 6 bộ sưu tập. Siêu phá vỡ tiền lệ dùng ý tưởng của các nhà thiết kế đinh trong công ty. Cách đây hơn nửa tháng, tập đoàn Siêu đã phát động cuộc thi tìm kiếm ý tưởng thiết kế cho triển lãm thời trang toàn quốc. Cuộc thi tính từ ngày phát động cho tới khi kết thúc chỉ vỏn vẹn 12 ngày, nhưng đã thu hút được hơn 7.000 bài dự thi. Kết quả thu được đã làm nức lòng ban giám đốc tập đoàn khi chọn ra được mẫu thiết kế của những nhà thiết kế mới toanh. Đó chính là thiết kế đúng của là linh cảm của phụ nữ. Mai. Thường ít khi nào sai lắm. Hồi nãy mình cứ nghĩ trong lòng là sẽ không được. Đúng là không được thật. Coi bộ tập đoàn này cũng không có tốt như mình đánh giá thì phải. Mẫu đẹp á thì không được chọn, là chọn những mẫu xấu lên mà trình diễn. Tiếp theo là những mẫu thiết kế của Hải Hà và Phương Nhìn không có Dung ai hết trơn. Cùng với những nhà thiết kế đinh của tập đoàn Steel. Trân trọng kính mời quý vị cùng tự nhiên thấy thèm hủ tiếu gõ quá. Hai người ăn không? Em mua cho hai người ăn luôn. Thôi vậy em đi nha. Anh sao vậy? Tâm trạng hàng mai bây giờ không được tốt. Mình không có để chị ấy đi ra ngoài như vậy được. Em lo lắm. Không sao đâu em. Chính trong những lúc như thế này á, càng phải để cho Hiền Mai ở một mình để mà suy nghĩ. Đây không phải là một cái chuyện mà chúng ta có thể dễ an ủi đâu. Bởi vì nếu mà chúng ta làm không khéo á, sẽ tổn thương tới lòng tự ái của Hiền Mai đó, em biết không? Thà là mình để cho cô ấy buồn một chút xíu đi, rồi sẽ qua được mà. Anh tin chắc á, vào bản lĩnh của Hiền Mai. Tài giấy số đi chú. Làm ơn mua giùm con tài giấy số đi chú. Sao giờ này em còn đi bán nữa? Khuya lắm rồi đó. Nhà em ở đâu? Dạ em chỉ bán ở vòng vòng đường này thôi à. Đi tới đi lui, em nghe bước chân người em mới mời mua giấy số. Chút nữa chị của em đi làm về sẽ ghé rước em về nhà. Chị của em làm nghề gì? Nhưng mà giờ này cũng trễ lắm rồi, lẽ ra cô phải về nhà rồi chứ. Chị em phụ bán hủ tiếu ở vòng vòng đây nè, tại em bị mù, chứ nếu không chị ấy đã đi lấy chồng rồi. Bà mẹ em đâu? Sao nãy giờ chị nghe em kể chỉ có hai chị em thôi vậy? Em cũng không biết nữa. Từ nhỏ tới giờ em chỉ có bà ngoại với chị thôi à. Có nhiều người nói với em á là mẹ em bỏ chị với em đi rồi. Chị không mua vé số đâu. Chị có một ít tiền nè, em cầm lấy đi, rồi muốn mua gì thì mua. Sao chị lại cho em tiền? Em đâu phải ăn xin đâu chị. Chị biết mà. Chị không phải có ý đó đâu. Chỉ là chị thấy thương em thôi à. Không biết phải làm sao để có thể giúp đỡ em được. Chị em nói là mình phải lao động bằng chính công sức của mình. Không được ăn xin hay là không được ăn giật đồ của người khác. Nếu mà em làm sai lời chị ấy á, là chị ấy la em chết. Em ngoan quá. Vậy bán cho chị 4 tờ vé số đi. Ở đây có 3 tờ 10.000 và 2 tờ 5.000 nè, em cầm đi nha. Dạ em cảm ơn chị. Em chào chị. Em đi cẩn thận nha. Dịu đưa ta đến niềm vui. Tình
xóa tan u mờ, tình đây lối hững hờ vượt thắng.